Thưa quý vị, trong khi cả thành phố đang tập trung mọi biện pháp cho việc giãn cách xã hội nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 thật hiệu quả, thì một số thanh thiếu niên vì kém hiểu biết cộng với bản tính ham vui nên đã cùng nhau đi bốc đầu xe nẹt pô, bất chấp chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nam thanh niên 19 tuổi bị đội cảnh sát giao thông công an quận Cẩm Lệ phát hiện vào ngày 10 tháng 8 đã cùng nhóm bạn của mình biểu diễn bốc đầu xe ở khu vực phường Hòa Xuân. Khẩn trương mở rộng điều tra, công an quận phát hiện thêm 2 vụ, 2 đối tượng khác, một trú ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang và một trú tại quận Cẩm Lệ. Dù chỉ là quen trên mạng xã hội, nhưng các đối tượng đã hẹn nhóm bạn của mình tập trung đến nhiều khu vực khác nhau ở quận Cẩm Lệ để bốc đầu xe, quay clip đưa lên mạng xã hội so tài. Do em thấy trên mạng xã hội họ đăng nhiều rồi em thử đăng theo, tập theo, bây giờ em nhận thấy sai. Lợi dụng việc giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường, thế nhưng một bộ phận thanh thiếu niên lại rủ nhau cùng tụ tập chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ hơn thua. Không những vậy, xe máy còn được các đối tượng này độ chế để phù hợp với sở thích. Công an quận Cẩm Lệ đã mời làm việc, tạm giữ tất cả các phương tiện và buộc cam kết không tái phạm. Trong thời gian gần đây thì lực lượng cảnh sát giao thông quận cũng đã phát hiện lập biên bản xử lý 3 trường hợp có hành vi là điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh và tự ý thay đổi hình dạng kích thước của xe. Thì trong thời gian đến thì lực lượng cảnh sát giao thông quận tiếp tục thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 16 của Chính phủ, đặc biệt là chủ động kiểm tra phát hiện tất cả các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh vi phạm luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, tham gia trực tiếp tại các chốt kiểm dịch ra vào thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng còn chú trọng thực hiện 2 nhiệm vụ kép, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Để đảm bảo cái việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID để về đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, thì chúng tôi ngoài việc mà tăng cường các lực lượng giám sát tại trung tâm camera giám sát giao thông, đảm bảo phát hiện phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các tuyến chốt giao thông trọng điểm, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Những bản án hình sự dành cho nhóm thanh thiếu niên đua kéo gây rối trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tuyên vào cuối tháng 7 vừa qua vẫn đang là lời cảnh tỉnh trước mắt cho số thanh niên còn giữ ý định coi thường pháp luật vì những thú vui vô bổ.